chia sẻ về dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, Nhà Bè tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020, bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai cho hay dự án đã có kế hoạch 1/500 và chấp thuận đầu tư từ năm 2017. Tuy nhiên, nhiều vướng mắc sau đó đã khiến dự án không thể triển khai. Đến thời điểm hiện tại, kế hoạch sử dụng đất của dự án đã hết hạn, chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 8 năm 2020 sẽ hết thời hạn. Doanh nghiệp đã vừa nộp hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường xin giao đất để làm trước bước xây dựng hạ tầng. Nhưng khi trình lên, phía Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa có hướng giải quyết. Được biết, dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển là một dự án chủ chốt mang tính sống còn của Quốc Cường Gia Lai với tổng doanh thu lên đến 50.000 đến 70.000 tỷ đồng.